thì muốn thật ra muốn tu hành cái ráng đi, tự nhiên đến lúc nào đó phước báo mình đủ thì mình sẽ được tu hành an nhàn đó, chứ nếu không không đủ. Quý vị thấy thiện trang á, thiện trang đâu có phước báo nhiều đúng không, thiện trang rất bận rộn, nhưng mà cứ theo năm tháng thì nó sắp xếp dần 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 mình có phước báo nhiều hơn, mình có thanh tu nhiều hơn. Thiện trang nói quý vị muốn thanh tu, quý vị giúp cho người khác thanh tu thì mình sẽ được thanh tu, nhân như thế nào được quả như thế. Quý vị khiến cho người ta bận rộn thì mình cũng sẽ bận rộn đó, cho nên cái nhóm mình có nhóm đó cũng theo mượn văn hóa truyền thống đó. Suốt ngày để ra bao nhiêu chuyện cho bao nhiêu người làm, vất vả thầy cô vất vả bao nhiêu người, thì tự nhiên quay trở lại nhân quả mình cũng bận rộn thôi, mình không có thời gian thôi. Còn nếu như mình bớt việc cho người ta, mình giảm đi, mình ưu tiên tu hành cho đến giúp cho người khác, ví dụ như thiền văn nói có nhiều đồng tu muốn thanh tu lên núi nhập thất vân vân, muốn ở chỗ này kia, bây giờ hộ trì quý thầy quý cô nhập thất đi, người ta làm thất mình ủng hộ đi đó. Quý vị có không biết, cái thiện trang biết nhiều người lắm, nhiều người như thế lắm. Thiện trang không có khả năng hộ trì nhiều nên, nhưng mà thiện trang cũng giúp đỡ ít ít thôi, chứ thật sự đó nhiều lắm, nhiều thầy cô lên người ta có tu được bao nhiêu đó, mình giúp họ đi là nhân có thế nào quả thế đó. Còn mình không trồng nhân mà đòi cứ đòi được quả làm sao được đúng không? Muốn được an nhàn thanh tu, giúp cho người khác an nhàn thanh tu, giúp cho quý thầy quý sư cô đó, bây giờ nhiều người muốn phát tâm ở thất lắm, giúp cho họ làm thất, giúp cúng dường cho họ đó. Quý vị không biết thì cứ tìm trang thiện trang, thiện trang giới thiệu cho, có nhiều người nhiều thầy cô tìm thiện trang lắm. Tìm thiện trang mà thiện trang cái khả năng thiện trang có hạn, thiện trang cứ giúp được bao nhiêu thôi thôi đó. Mà xưa nay cũng vậy, thiện trang không biết sao có duyên với những người chuyên tu hơn, còn thiện trang không có duyên với những người ở thành thành thị đó. Nói chung là những người đạo tràng lớn mạnh mà vân vân thì nó không có duyên đó. Có lẽ mình là người chắc nhiều đời mình thích tu kiểu vậy quen rồi đó, thì nhân trang xin nói như vậy để quý vị biết nha, cái gì cũng phải có nhân thì mới có quả được, không có thể một bước lên trời được đâu.